Khi mà bạn thiếu hơi thì bạn không có điểm bám của âm thanh, thì nó quay là nó bám giữa cái này và cái này. Ừ, thì sẽ làm cho cái này nó căng thẳng lên, nó gồng lên. Phải thành cái thói quen là hát bằng hơi thì nó sau này nó mới đỡ cho bạn là hát bằng mấy cái này. Hát bằng hơi thì như thế nào? Một là lấy đủ hơi cho nó. Hít vào, xong rồi sau đó mình đừng ham lớn, mình đừng ham to. Mình hãy hát mà xong rồi cái mình phà cái hơi ra thêm một xíu, chịu khó hát nhẹ lại, đẩy cái hơi ra. Ha, thì tập từ từ nó thành cái thói quen. Mình phải tập hai cái, một là lấy hơi cho đủ, và xài hơi cho hợp lý. Cái thứ hai là mình phải tập làm sao cho mình thả lỏng, tập lại cái thói quen thả lỏng hai cái này. Bằng cách nằm xuống, bạn có thể nằm xuống ở trên cái giường xong rồi bạn hát. Nằm nghiêng cũng được, nằm xéo cũng được. Nhưng mà phải nhớ để ý tới cái này. Vừa thấy nó căng thẳng thì làm ơn thả ra liền. Ha. Mình không cần bạn hát lớn ngay từ những ngày đầu tiên. Mình cũng không cần bạn hát hát vang ngay từ những ngày đầu tiên. Mình chỉ cần bạn hát đúng thì âm thanh nó sẽ tự lớn theo theo thời gian.